Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với bản tin Việt Nam Sport ngày 22 tháng 9 năm 2022. Ngày hôm nay, chúng ta có rất nhiều tin tức nóng hổi về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận đấu thăng hoa với đội tuyển Singapore. Để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào về đội tuyển Việt Nam, hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông. Và bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên. Văn Quyết giúp đội tuyển Việt Nam thắng đậm Singapore. Những cầu thủ quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Công Phượng đều không được đăng ký thi đấu, tưởng như sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn trước Singapore. Nhưng mối lo ấy chỉ đến trong khoảng 30 phút đầu, khi đội khách phòng ngự sôi động và áp sát nhanh khiến chủ nhà không có cơ hội rõ ràng. Nút thắt của trận đấu chỉ được gỡ bỏ bởi khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Văn Quyết ở phút thứ 37. Anh thu hồi bóng ở trung lộ, từ cự ly 25m, tiền vệ 31 tuổi đẩy bóng vài nhịp rồi sút xa chìm chéo góc, hạ gục thủ môn Hassan Sani. Đây là bàn thắng thứ 15 của Văn Quyết cho đội tuyển qua 52 trận đấu và là bàn đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2017. Anh chỉ giơ hai tay lên trời và không quá vui mừng, trong khi khán giả sân Thống Nhất reo lên và vỗ tay. Ngoài bàn mở tỷ số cởi bỏ nút thắt trận đấu, Văn Quyết nhiều lần giật về giữa sân nhận bóng và đập nhà với đồng đội như cách chơi của anh ở Hà Nội. Nhưng có một tình huống anh xử lý lỗi để Singapore phản công, buộc trung vệ Trần Đình Trọng phải phạm lỗi với Inhan Fandi và nhận thẻ vàng. Singapore cũng thiếu nhiều trụ cột ở trận này, khi anh em Irfan Fandi và Ihsan Fandi đều vắng mặt. Còn những cầu thủ thương đá chính như Firdaus hay Stewa cũng không xuất phát ở trận này. Không loại trừ khả năng, huấn luyện viên Takayuki Nishigaya muốn giấu bài bởi Singapore còn tái ngộ Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup tháng 11 năm 2022. Huấn luyện viên Park cũng không muốn dùng những cầu thủ tốt nhất quá lâu. Sau khi trao lần đầu đá chính cho hậu vệ trái Phan Tuấn Tài và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, ông đưa tân binh Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cường và Phạm Đình Duy vào sân ở đầu hiệp 2. Chỉ mất 4 phút khoác áo đội tuyển, Thanh Nhân ghi bàn. Tấn Tài dốc bóng ở bên phải rồi tạt vào khó chịu khiến thủ môn Sunny phải đẩy ra. Bóng đến đúng tầm Thanh Nhân lao vào, sút một chạm đưa bóng đi chìm, đập đất và chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0. Nỗ lực của Tấn Tài được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 71. Phan Văn Đức nhận bóng ở thế quay lưng chết bên trái, xoay người rồi cơ bóng về cột 2 cho Tấn Tài lao lên, đánh đầu lái về góc xa, cao và hiểm. Tình huống này khá giống với bàn đánh đầu của chính hậu vệ Bình Định mở tỷ số trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 hôm mùng 1 tháng 2. Văn Đức sau pha kiến tạo cũng xuất ghi siêu phẩm ở phút thứ 78. Đình Duy đột phá bên cánh phải rồi tạt vào cho Văn Đức trong thế không người kèm. Tiền vệ Sông Lam Nghệ An ngả người móc bóng nhưng chệch cột dọc gang tấc. Còn khán giả ồ lên mừng hụt. Đình Duy không ghi bàn nhưng nhiều lần dắt bóng đột phá làm rối loạn hàng thủ đối phương. Tiền vệ 20 tuổi châm ngòi cho bàn thắng thứ tư ở phút thứ 84 với nỗ lực đi bóng bên cánh trái và tạt vào. Trung vệ đội trưởng Haris Harun cắt được nhưng dẫn bóng mạo hiểm trong khu 5m50 để Văn Khang chuồi bóng đi thẳng vào lưới khiến hàng thủ Singapore ngỡ ngàng. Nếu như Thành Nhân chưa đá chính trận nào ở V-League, Văn Khang thậm chí chưa từng chơi ở giải đó. Thủ quân U20 Việt Nam cũng mới về hội quân 2 ngày trước sau khi cùng thầy trò Đinh Thế Nam giành suất dự U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên Park vỗ tay mừng bàn này. Và ông hài lòng ra mặt với nỗ lực tranh bóng của tiền vệ trẻ nhất đội tuyển. Các tân binh đều có cơ hội thể hiện tinh thần tốt. Còn Việt Nam tự tin bước vào trận giao hữu thứ hai gặp Ấn Độ ngày 27 tháng 9. Trước đối thủ mạnh đến từ Nam Á, có thể huấn luyện viên Park sẽ sử dụng nhiều trụ cột hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải, Công Phượng chưa chắc là chủ chốt ở đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn cạnh tranh song phẳng nên chưa cầu thủ nào chắc chắn có suất đá chính. Tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn mới, chưa biết ai là cầu thủ chủ chốt của đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo đáp lời phóng viên khi nhắc đến việc những cái tên chủ chốt của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh không thi đấu ở trận thắng 4-0 Singapore vào tối ngày 21 tháng 9. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giải thích, khi chưa vào giải đấu chính thức thì chưa biết ai sẽ ở trong danh sách đăng ký sau cùng. Đội tuyển Việt Nam ở thời kỳ cạnh tranh mới cho AFF Cup 2022 nên tôi không thể nói ai là nhân tố chủ chốt ở đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, cầu thủ trẻ chưa hoàn toàn đáp ứng về chiến thuật, nhưng về tinh thần thi đấu, ông không có gì để phàn nàn về học trò. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá cầu thủ mới, tăng tính tổ chức cho đội. Trừ Văn Khang, các cầu thủ ở độ tuổi U23 đều thi đấu ở mức tương đối về mặt thời gian. Trong đó có Mạnh Dũng, Tuấn Tài đá chính, Duy Cường, Thanh Nhân vào sân đầu hiệp 2. Về chiến thuật, những cầu thủ này chưa hiểu nhiều, họ còn trẻ nên chưa đầy đủ về kinh nghiệm. Nhưng tinh thần và tâm thế, họ đã tạo được niềm tin cho tôi. Tuấn Tài đã đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn do tôi đề ra, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ông chia cầu thủ thành hai nhóm, một nhóm đá chính trước Singapore, nhóm còn lại sẽ được sử dụng ở trận đấu với Ấn Độ vào tới đây. Văn Quyết, đây là dấu ấn lớn với tôi dù đã giao hữu. Dù chỉ là một trận giao hữu, đá cho đội tuyển quốc gia sau 2 năm là dấu ấn lớn với tôi. Anh chia sẻ sau trận thắng 4-0 trên sân Thống Nhất. Một trận đấu mang rất nhiều ý nghĩa và tôi được đóng góp nỗ lực cho đội tuyển. Điều mừng nhất là đội tuyển đã chiến thắng. Thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội còn cho biết đã trao đổi riêng với huấn luyện viên Park Hang-seo để hiểu rõ hơn những gì ông cần ở anh và thích nghi với lối chơi ở đội tuyển. Theo Văn Quyết, thắng 4-0 nhưng Việt Nam chưa thể đánh giá nhiều về Singapore. Không thể đánh giá hết được đối thủ sau một trận giao hữu. Đối với đội tuyển, đây là cơ hội để huấn luyện viên Park tạo điều kiện cho cầu thủ mới đánh giá chuẩn bị cho AFF Cup. Cá nhân tôi và các cầu thủ đều tin tưởng và thi đấu nỗ lực. Văn Quyết chia sẻ.
Việt Nam sẽ nghỉ 6 ngày trước khi đối đầu với Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9. Trước đó 3 ngày, đội tuyển có thể đánh giá đối thủ khi xem trận đấu Ấn Độ đấu Singapore. Ấn Độ có sức mạnh được đánh giá tương đương nên huấn luyện viên Park nhiều khả năng sẽ tung những cầu thủ tốt nhất vào sân. Huấn luyện viên Nishigaya, Singapore sẽ thể hiện ở AFF Cup. Thua đậm giao hữu trước Việt Nam tối 21 tháng 9, nhưng huấn luyện viên Takazuki Nishigaya tin các cầu thủ Singapore sẽ tiến bộ và thể hiện bộ mặt tích cực ở AFF Cup 2022. Tất nhiên, tôi thất vọng với kết quả, nhưng ở khía cạnh khác, tôi vui vì các cầu thủ đã trải nghiệm những trận đấu thế này. Tôi hy vọng họ sẽ tiến bộ trong tương lai. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói sau trận thua 0-4 trên sân Thống Nhất. Các cầu thủ Singapore đã hoàn thành mục tiêu của ban huấn luyện đề ra. Tôi tin khi bước vào giải đấu chính thức như AFF Cup, họ sẽ thể hiện khả năng của mình. Ở trận đấu này, cũng giống như tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Takazuki Nishigaya không tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông sắp xếp một vài cầu thủ lớn tuổi với bộ khung chủ yếu là các cầu thủ trẻ. Hôm nay, tôi rất ấn tượng về Văn Quyết có tốc độ, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Đặc biệt, tôi cực kỳ ấn tượng tuyển Việt Nam có khả năng duy trì trận đấu với cường độ cao từ đầu cho đến phút cuối trận, ông Takazuki Nishigaya bày tỏ. Đỗ Hùng Dũng tạm thời rời đội tuyển. Quay trở lại với sự vắng mặt của Hùng Dũng, ông Đỗ Duy Thức, ông nội Hùng Dũng qua đời sáng hôm qua. Sau khi nhận tin báo từ gia đình, Hùng Dũng trao đổi với huấn luyện viên Park Hang-seo xin rời đội tuyển về Hà Nội chịu tang và được chấp nhận. Anh dự kiến sẽ trở lại hội quân vào ngày 23 tháng 9. Huấn luyện viên Park đề cao mối quan hệ gia đình nên thường dễ dàng chấp thuận những đề nghị từ học trò. Trước Hùng Dũng, ông cũng đồng ý cho trung vệ Nguyễn Thành Trung xin phép hội quân muộn 2 ngày do vợ sinh con đầu lòng đúng vào ngày tập trung 17 tháng 9. Trước đó, tiền vệ Lương Xuân Trường và hậu vệ Vũ Văn Thành mắc COVID-19, vắng mặt ở buổi tập chiều 20 tháng 9. Tối hôm qua, Văn Thành đã có kết quả âm tính nên được ra sân ngồi theo dõi đội tuyển thi đấu. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Những đường bóng đẹp mắt của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Singapore sẽ thay cho lời chào tạm biệt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ở cả câu lạc bộ Viettel, đội tuyển U23 Việt Nam và bây giờ là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Rất nguy hiểm. Đó là Văn Quyết. Thật tuyệt vời. Một sự trở lại không thể còn cao hơn dành cho Văn Quyết. Đây thực sự là một phần thưởng xứng đáng dành cho Văn Quyết. Vâng, và đương nhiên một trong những người hạnh phúc nhất đó chính là bà xã của Văn Quyết đang trực tiếp có mặt tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua thì vợ Văn Quyết cùng với em gái của mình và là vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho những người chồng của mình. Và vừa rồi chúng ta thấy ngay ở cơ hội dứt điểm đầu tiên trong trận đấu, Văn Quyết đã thành công một cú sút quyết đoán ở ngoài khu vực 16m50. Bóng đi căng chìm và hoàn toàn khiến cho thủ môn Hasasani phải bó tay. Chúng ta hãy cùng xem lại. Quá tuyệt vời. Một pha dứt điểm rất bình tĩnh và lạnh lùng của Văn Quyết. Đây là một phần thưởng rất xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ không biết mệt mỏi của Văn Quyết. Đã có những thời điểm tưởng như là anh không còn cơ hội được gọi lên đội tuyển quốc gia nữa. Vẫn là Tuấn Tài. Phút thứ năm của hiệp thi đấu thứ hai, chúng ta đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một cú sút ở góc không rộng và rất quyết đoán của Nguyễn Thanh Nhân đáp lại sự kỳ vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ hai. Một tình huống đâm bóng ra của Thành Hasasani đúng với đà bằng vào của Thanh Nhân. Anh tung một cú sút rất căng, bóng đi treo góc cực kỳ hiểm hóc. Quá tuyệt vời. Cú sút của Thành Nhân đã ngược với hướng di chuyển.